Ui bạn bắt cá đi. Ui con cá màu vàng kìa. Ui chà chà bạn bắt đi. Ui to lắm. Wow. Thôi. Chết rồi. Wow, ui ui, bắt con cá đi. Ui con cá to thế. Ui, bạn bắt mãi không được thế. À con cá sấu nó nhe răng này. Nhưng nó định cắn bạn thỏ này. Ấy. Ai, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của thỏ nha. Các bạn ơi, hôm nay á thỏ có một chiếc xe và bạn đồng hành này. Bạn này tên là Cường này, Cường giới thiệu cho các bạn coi đi. Xin chào các bạn nha, mình tên là Cường. À, hôm nay mình cùng bạn Thỏ đi bắt con vật ở ngoài này. À, ok, đây bây giờ Cường với lại Thỏ đi tìm các con vật ngoài này nhá. Nào, Thỏ lên xe nào nào. Cường đủn xe đi tìm các bạn nhá. Ui các bạn ơi này. Ở ngoài vườn này có rất là nhiều các con vật này. Ui đang lẩn trốn ở đây này, mình cùng đi tìm nè. Nào mình đi thôi. Cường ơi. Cường gặp một bạn này này. Bạn này tên là gì đây? Bạn này giới thiệu đi. Bạn Đăng chào các bạn đi. À để mình ạ. À, ok, bạn tên là Đăng đúng không? Bây giờ bạn đang có cái hồ cá này to thế. Bây giờ để bạn Thỏ với lại bạn Cường đi bắt cá thả vào đây cho Đăng nhá. Ok. Rồi, mình đi thôi nào Cường. Rồi, đi thôi. Rồi. Ui các bạn ơi. Bạn Thỏ với bạn Cường phát hiện một chậu cá này. Wow, có những chiếc con cá to này các bạn ơi. Ui có cả những con cá to này này, con cá rất to nhá. Ui có cả con cua này. Ui chả con cua kẹp này các bạn ơi. Bài chả ui con rùa này. Ui có nhiều con cá này. Ui ở cái thác kia kìa các bạn ơi. Bạn Thỏ phát hiện ra ở đây rất là nhiều cá này các bạn ơi. Ui có cả con cá bơi này. Đấy, bây giờ bạn Cường sẽ bắt cá cho các bạn xem nhá. Đấy, bạn Cường ơi bạn bắt cá con này đi. Ừ con đấy con to lắm. Ui nó quẫy kìa. Ai chà, bạn Cường bạn bắt đi. Ui. Wow, bạn bắt đi. Ui, bắt con cá to á. Đấy. Ui bắt con cá to. Ui bây giờ bạn chạy lên trên kia, bạn Thỏ bò. Ui. Wow, con cá đẹp không? Ui, con cá đẹp thế. Bạn này bắt con cá đi. Kìa. Trời cá chạy này đấy. Đấy các bạn ơi. Bạn Thỏ với lại bạn Cường nhá, bây giờ lại tiếp tục đi tìm các con vật nhá. Nào, Thỏ bây giờ lại lên xe đi nhá. Rồi, bạn Cường bạn đẩy xe đây. Rồi. Ui chà. Ui con nhìn có một con cá kìa, con cá gì to lắm kìa. Ui chà. Ui ở đây có một con cá gì nữa này, bạn Cường ơi. Ui con cá sấu. Wow, ui con cá sấu nhiều này. Ui. Ui bạn Cường ơi. Bạn Cường bắt con cá sấu này đi. Bạn thử. Ui bạn. Ui cái con cá sấu này kỳ á ha. Có cả cái răng này. Ui. Để mình cho tay vào xem nào. Ui con cá răng. Ấy không sao các bạn ạ. Ui nó chuẩn bị sập rồi sao á? Bạn Cường bạn bấm tiếp đi. Ai. Ui. Ui. Nó sập tay bạn Thỏ rồi. Ui. Cường bắt con cá sấu này luôn đi. Ui bắt con cá sấu này luôn nhá, cho vào giỏ. Ừ, đúng rồi. Cho vào cái chiếc giỏ này nhá. Ấy. Ui, ở trong này hình như vẫn còn một con gì đó các bạn ơi. Ai chà. Ui có con cá sấu này. Ai chà chà chà. Wow, ui có con sấu. Ui bạn Cường ơi. Nhà có con cá sấu này. Ai chà các bạn ơi. Để bây giờ Thỏ bắt con cá sấu này cho các bạn xem nhá. À con cá sấu nó nhe răng này. Nhưng nó định cắn bạn Thỏ này. Ấy. Wow, chà. Ui con cá sấu này để mình bắt nhá. Wow. Ui bạn Cường ơi bạn bắt con cá sấu này đi. Ui cầm ở trên đầu này không nó cắn đấy bạn Cường đấy. Ui nó cắn đấy. Ui không được rồi. Con cá sấu này tợn lắm, để mình bắt nhá. Ui. Ai, ui. Wow, bắt được một con cá sấu rồi. Bây giờ thả vào đâu được nhỉ? Ê chà. Bây giờ thả vào đây luôn đi. Thả vào chiếc giỏ của mình nhá. Ok, thả vào đây luôn. Nào, đậy lại nào. Còn một con nữa. Con này tợn lắm con này. Ôi, con này để cầm luôn cái này này. Cầm luôn lên này. Rồi, Cường mở xe ra đi. Cường mở xe ra đi. Rồi, để bỏ vào nào. Rồi, bỏ vào nhá. Ui, bỏ được hai con rồi. Rồi, thế là bắt được hai con rồi nhá. Bây giờ Thỏ lại về lấy Cường nhá. Lại đi tiếp nhá. Mình đi tiếp nào. Wow, ui. Các bạn ơi, con cá kìa. Cường ơi, ui. Bạn Cường ơi, bạn bắt con cá đi. Bạn ngồi xuống bạn bắt con cá đi. Ui, con cá quấy này. Đây. Wow, ui con cá này khỏe lắm. Ui. Wow, bạn bắt con. Ui. Wow, ui bắt con cá đi. Ui con cá to thế. Ui, bạn bắt mãi không được thế. Ui, chà ui bạn Cường bạn bắt mãi không được con cá này. Ai chà.
Ấy, ui, bắt đi. Cường bạn phát hiện ra một chậu cá nữa này. Ui, bạn lấy cái vật kia bạn vớt cá đi. Ai chà. Wow, ui, con cá này. Ui, đúng rồi, bạn vớt cái cá đi. Vớt hai con luôn. Ui, vớt hai con luôn. Ai chà. Vớt hai con rồi. Bây giờ bạn Cường bạn mang lên trên bể kia bạn cho bạn năng nhá. Đấy, bạn thả vào đi. Ui, chà. Bạn năng bạn bắt cá đi. Ui, con cá đẹp chưa? Ui, những con cá. Ui, con cá bơi kìa. Ấy chà, các bạn ơi, thế bây giờ Cường với lại bạn Thỏ Na lại đi bắt cá tiếp nhá. À, chà. Wow, ui, các bạn ơi. À, ở đây có những cái này đẹp lắm này. Ui, cái gì đây các bạn ơi? À, chà, ui, một chuột, con chuột Mickey đúng không bạn Cường? Con gì đây? Đây là con gì đây? À, con chuột Mickey đúng không? À, ui, những con vật đang đi kiếm ăn này. Ui, có cả cái đầu cá mập luôn này. Ui, bạn Cường ơi. Ui, đây là con gì đây? Ui, con gà đúng không? Đây là con gì đây? Con tôm. À, chà. Ui, có nhiều con cá kìa. Ừ, bạn Cường ơi, bạn lội xuống cái ao này này, cái thác nước này này. Bạn bắt con cá màu vàng to kia này. Ui, chà, ui, có rất là nhiều cá này. Wow, chà. Ui, bạn bắt cá đi. Ui, con cá màu vàng kìa. Ê, chà, bạn bắt đi. Ui, to lắm. Wow, ui, bắt cẩn thận nó rơi nhá. Ui, kia, thả vào đi. Ui, wow. Ui, bạn năng ơi, bạn, ui. Bạn bắt được nhiều cá chưa này? Wow. Ui, rồi bắt được rồi này. Bây giờ đến lượt Thỏ nhá. Thỏ sẽ bắt cá cho bạn xem nhá. Bây giờ Thỏ sẽ bắt cá ở cái khu này cho các bạn xem nhá. Rất là nhiều cá nhá. Wow, chà. Ui, nó quậy nhiều lắm này. Ui. Ui, một đoàn cá luôn này. Wow, ui, ui được hai con luôn này này. Ê, cứ vớt tiếp nhá. Ấy, chà. Ui, này. Wow, ui, được ba con luôn này. Ê, chà, ui được ba con cá luôn nhá. Ừ, để bây giờ bỏ lên đây tiếp này. À, bạn Đăng ơi, bạn nhận cá tiếp nhá. Đấy, mình bắt được ba con cá này. Đấy. Ai, chà ơi, đấy. Được ba con cá cho bạn Đăng rồi nhá. À, thấy chưa? Ai, chà. Ôi, rồi mình đi bắt cá tiếp nhá. Đấy, các bạn ơi, thế là bây giờ bạn Thỏ với lại bạn Cường nhá, đi bắt tiếp các con vật ở trong vườn nhá. Rồi, bạn Cường ơi, bạn đẩy chiếc xe này đi. Chiếc xe này này, rồi, mình đẩy đây xem tìm có con gì trong này không này. Mình vừa nhìn thấy một con gì đây này. Đây. Ui, trời ơi, các bạn ơi. Ui, ở trong cái hố cây này có con gì này. Bạn Cường ơi, bạn thử nhìn xem có con gì ở bên trong ấy. Con gì ở bên trong đấy? Con vịt. Ui, một con vịt hả? Wow, hai con luôn hả? Ui, trời ơi, nhiều vịt thế. Ừ, còn to lắm hả? Bây giờ ạ. Để mình mở cái chiếc xe này ra nha. Bây giờ bạn Cường ơi, bạn có biết bắt vịt không? Bạn biết bắt vịt, bạn ngồi xuống bạn bắt đi. Bạn bắt thử con vịt xem nào. Bạn ngồi hẳn xuống. Ui, bắt từng con một nhá. Đấy chà, bạn bắt từng con một không nó chạy mất đấy. Bắt con nào to nhất. Ui. Wow. Ý chà, ui, bạn Cường bắt được con vịt này. Đấy. Wow, bạn Cường bắt được con vịt này các bạn ơi. Ui chà. Ui, nó kêu này. Ui. Không. Ừ, đây này, rồi, bắt được một con rồi. Bây giờ mình sẽ chở chiếc xe này về nhá. À, chở chiếc xe này có con vịt về nhá các bạn nhá. Ui, con vịt kìa. Ui, nào, con vịt này. Thôi, chết thôi. Vịt chạy mất rồi các bạn ơi. Bạn Cường bạn bắt vịt chạy mất rồi. Đấy, được rồi, vịt chạy rồi. Ôi, bạn Cường bạn bắt con vịt này bị chạy rồi. Ui, vịt chạy rồi hả? Chà, ui này, còn một con nữa cơ mà. Bây giờ Cường á, Cường ngồi xuống đi. Cường lại bắt con vịt nữa đi. Con vịt kia sống mất rồi. Bạn Cường bạn bắt con vịt này sống hết rồi. À, Cường lại ra chỗ cũ. Cường lại ra bên kia ngồi bắt vịt đi. Ui chà ui. Con này á, bạn Cường không được bắt sống đâu nha. Con này mà sống nữa là không có vịt để tối mổ một thịt đâu nha. Ai chà, bắt đi. Bắt nó con vịt đấy. Chà ui, cẩn thận nó sống. Rồi. Rồi, wow, bạn Cường á, bạn bắt được một con vịt hả? Con vịt dễ thương chưa này các bạn này. Đấy, bây giờ bạn Cường bạn bỏ vào cái xe của mình đi. Rồi. Ơ, chà ơi, bạn Cường bạn bỏ vào đây. Wow, ui ôi, một con vịt dễ thương chưa này. Chà ơi. À, rồi. Ừ, con vịt này ngon hơn vịt kia đúng không? Rồi. À, chà. Bây giờ bạn bỏ cái chiếc xe này lên trên kia đi. À, trời ơi. Wow. Rồi, bạn bỏ đấy. À, bỏ con vịt của mình ở đấy nhá. Rồi, bây giờ đi bắt tiếp nào. Wow, các bạn ơi. Đấy, bạn Cường bạn vừa bắt được con vịt đấy. Nhưng mà ở dưới này còn rất nhiều cá. Bây giờ bạn Thỏ với bạn Cường này đi bắt cá tiếp nhá. À, các bạn ơi, nhìn kìa. Cái con vịt vừa nãy nó sống kìa.
nó kêu quạc 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 kìa các bạn ơi. Trời ơi, con vịt nó kêu kìa. Nhưng mà mình không bắt nữa đâu. Đấy, bây giờ còn rất là nhiều cá này. Ấy, mình phát hiện ra một chậu cá mới ở đây này. Đấy, bây giờ để mình vớt thay bạn Cường nhá. Để Thỏ vớt cho này. Đấy, Thỏ vớt ba con cá này nhá. Ui, con cá đẹp chưa này. Ui, có nhiều con cá đẹp lắm. Đó, ui, con cá đẹp này. Ui, được 2 rồi, 4 con cá lần các bạn ơi. Ui, trời ơi. Ai thác nước của mình này. Ê, dồi ôi, này. Cho bạn đang bắt cá nhá. Ấy, bạn đang bắt con cá này ra đi. Ơi, bạn đang bắt cá ra đi. Bắt cá bằng hai tay chứ. Bắt cá đi, kệ đi, bắt cá đi. Ui, 2 con cơ mà. Trời ơi. Wow. Rồi, bạn bắt tiếp đi. Đó, trời ơi, được mấy con lần. Ui, con này có to lắm nhỉ. Ui, ấy các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. Ấy xà. Này. Đấy. Bạn Thỏ vừa phát hiện ra một chậu cá này này, có cả con cua với con rùa ở trong này. Ý chà ui. Ừ. Đây này. Quá chà. Để bạn Thỏ bắt được con rùa này. Ơ trời ơi, con rùa đẹp chưa này. À, cho con rùa này. Đây các bạn ơi, con rùa này. Đấy. Bây giờ để con rùa đây cho bạn đăng nhá. Này. Cho bạn đăng con rùa này. Đấy, bạn đăng bỏ con rùa xuống cho bơi đi. Ui, con rùa biết bơi kìa. Wow, trời ơi này. Ui, nhiều lắm. Đấy, chào các bạn ơi, bây giờ còn rất là nhiều cá trong này, để mình bắt nốt cá ở trong này nhá các bạn nhá. Đấy, để mình dùng chiếc vật này mình bắt nhá. Đấy, chiếc vật của Thỏ này. Trời ơi. Này, bắt tiếp nào. Wow. Ui, đây có một con này. Ui, trong này có nhiều cá không ơi. Không biết còn con nào không nhỉ. Ui, bắt được một con này này. Đó, vẫn còn một con các bạn ơi. Đó. Wow, còn một con này. Ơi, lại cho bạn đăng nhá. Cho bạn đăng con cá này, bạn đăng bắt đi. Bắt cá đi, bạn đang bắt cá đi, bắt bằng hai tay luôn. Thôi, được rồi, bắt bằng hai tay luôn. Ui, chà ui, con cá to chưa này. Ui, bạn đang cho cá bơi nhỉ. À, được rồi.